Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Quyến Nguyễn Sài Gòn Audio xin hân hạnh giới thiệu đến với các bạn một chiếc âm ly rất quen thuộc đối với người chơi nhạc của Việt Nam chúng ta. Đó là chiếc âm ly sang xuôi 607L Echa. Một chiếc âm ly 607L Echa là một chiếc âm ly mà được rất nhiều giới Việt Nam, giới bình dân ưa chuộng. Và chiếc âm ly hôm nay Quyến Nguyễn giới thiệu một chiếc âm ly còn nguyên thùng số các bạn nhé. Đây, chiếc âm ly AU Alpha 607L Echa. Mặt bóng, mặt gương bóng, các bạn thấy cái bóng ở trong cái mặt trước của nó đấy, rất đẹp. Còn nguyên bản, nói chung là máy đẹp, còn nguyên thùng mà. Còn nguyên thùng xốp đấy các bạn ạ, và catalog luôn. Đây, còn nguyên thùng xốp. Thùng AU Alpha 607 Echa và nguyên catalog luôn nhé các bạn. Đấy. Vâng. Và các bạn xem trong nội thất của nó. Nội thất rất đẹp, mình cũng mở ra nguyên thùng nhưng mình vẫn mở ra để cho các bạn xem cho nó tận tường. Âm ly gồm có một cái tăng phô nè, rồi hai tủ rất mới rất đẹp, vì nó cái vò cao su này vẫn còn nè, cái miếng cao su này vẫn còn, nói chung là còn nguyên thùng tháo ra thì quá đẹp rồi. Âm ly này chạy 4 sò thang các bạn nhé. Cái miếng giấy này là các bạn thấy cái gì không, mình mở ra mình gói ốc lại để cho nó khỏi thất lạc đấy, ốc vít của cái nắp ấy, ốc vít của cái nắp. Và các bạn xem tiếp bên hông của nó này, âm ly rất đẹp, nhưng kể cả nó mới từng cái cầu chì luôn nha. Đấy, rồi miếng bo cản chống nhiễu nhựa này vẫn chống nhiễu. Rồi các bạn xem phía sau chiếc âm ly này là 250W xài điện 100 các bạn nhé. Vâng, đấy, 250W, mình để cho cái ống kính bắt rõ rồi, ok, 250W. Và tất cả các cổng ăn chơi đầy đủ. Con này thì kể cả mình cắm cái súp vẫn được nè, có cái bờ cổng bờ rè âu nè, có cổng rè âu các bạn nè, nha, mình cắm vẫn được. Đấy, mình đang cắm cổng CD. Và chiếc ly này hoàn hảo đẹp, mặt mày các bạn xem lại một lần nữa nè, mặt mày của em nó mới tuần, bóng mượt luôn, rất mới. Và phía bên hông đấy, đấy các bạn, nói chung là chiếc ly này với giá Quyến Nguyễn đưa ra là 7 triệu đồng các bạn nhé, 7 triệu đồng là chưa tính cước vận chuyển đấy. Và hôm nay Quyến Nguyễn test chiếc ly này và giới thiệu với các bạn thì luôn tiện là mình test một đôi loa. Đất đôi loa clip, đấy, đôi loa clip Bass 40 mà nó đánh vô tư nè. Đôi loa clip Conquer. Test đôi này gửi cho anh Khoa ở Hà Nội. Vâng. Đôi này mình vừa nhận tiền của anh Khoa ở Hà Nội. Và bây giờ mình test luôn cái đôi này, dùng cái âm ly 607 này. Chứng tỏ rằng chiếc âm ly 607 Alpha LSA này cũng đánh rất tuyệt vời. Với đôi loa clip Conquer này, Bass 40 kèn gang chép gang to vật vã, chiều cao gần 1 mét đấy các bạn, chiều cao gần 1 mét nè, mình đo rồi 98 phần đấy, rộng lên 65, nặng phải 50kg thùng đấy. Nhưng mà đánh con 607 Alpha LSA này rất ok, rất tuyệt vời. Mình test luôn tiện mình test cái con loa này để gửi đi cho anh Khoa ở Hà Nội. Và bây giờ xin mời các bạn nghe một đoạn nhạc để đánh giá được. Đêm bao lá vàng đốt thư tình, đã không quên ước đành quên ước thề, áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước, kịp ngàn vì sao đường sáng em qua.
khổ đau cấm đi rồi, nghẹn ngào trong tiếng cười. Em ơi, lời yêu dấu cho nhau nào đâu có bao lâu, giờ sao đã buồn sầu. Những ngày tháng mong xin trả lại lớn luôn các bạn nha, thứ hai lớn luôn. Con đường mình đi giờ hãy quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên kiếp này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại các bạn những clip lần sau.